cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Theo Euromaidan Press, các lực lượng Nga không ngừng tấn công nhằm tiến về phía Kupyansk và sông Oskin. Mục tiêu chính của họ ở đây là chiếm thành phố và toàn bộ khu vực phía đông con sông từ đó cho phép họ kiểm soát vùng đệm quan trọng trải dài đến biên giới vùng Lugan. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã tăng cường phản công gấp đôi và các báo cáo mới nhất cho thấy lực lượng Ukraine vừa giành lại được một phần lãnh thổ đã mất trước đó. Mới đây, các đội trinh sát Ukraine đã phát hiện số lượng binh sĩ Nga cao bất thường tập trung gần Kupyansk. Lữ đoàn cơ giới Nam Tư sau đó đã tiến hành một cuộc đột kích mạnh mẽ, bất ngờ bằng xe tăng nhằm vào lực lượng Nga nói trên. Với cuộc đột kích bằng xe tăng này, lực lượng Ukraine đã loại bỏ được hầu hết lực lượng Nga tích lũy gần Kupian và làm suy yếu mọi hành động tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào khu vực này, ít nhất là trong ngắn hạn. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky Hôm 11 tháng 3, báo tin vui tiền tuyến khi nói rằng tình hình dọc mặt trận Ukraine với Nga đang tốt nhất trong 3 tháng, với việc quân đội Moscow không còn có thể tiếp tục tiến quân sau khi họ chiếm được thành phố Avdiivka vào tháng trước. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BFM của Pháp, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã cải thiện vị thế chiến lược của mình mặc dù thiếu vũ khí. Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng đã họp với Tổng tư lệnh quân đội để thảo luận về các vấn đề cấp bách, bao gồm tình hình ở mặt trận, nguồn cung cấp vũ khí và xây dựng công sự. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết công sự là một vấn đề quan trọng. Thủ tướng Denis Simihan đã trình bày báo cáo về tốc độ xây dựng hệ thống phòng thủ mới. Phòng thủ ba tuyến kéo dài 2.000 km. Đây là một nhiệm vụ quy mô lớn và tốc độ rất tốt. Tôi hy vọng nó sẽ hoàn thành đúng thời hạn ngoài ra theo pravda ông zelensky cũng đã nghe báo cáo chi tiết từ bộ chỉ huy đặc biệt là từ ông Oleksandr siski tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ông anatoly bahilevich tổng tham mưu trưởng và các chỉ huy trên thực địa bộ chỉ huy đã báo cáo về tình hình trên các mặt trận kupians liman bakhmut abdiipka marinka và phía nam cũng như các hoạt động trên biển Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rutem Omerov và Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamysin cũng đã báo cáo về việc cung cấp các vật tư cần thiết theo nhu cầu của quân đội. Sputnik dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Binstrom hôm 12 tháng 3 cho biết, Stockholm sẵn sàng cho phép các nước thành viên NATO triển khai quân đến nước này nhưng không liên minh thiết lập căn cứ đồn trú lâu dài. Ngoại trưởng Binstrom nói, các nước thành viên NATO được phép hoạt động ở Thụy Điển, nhưng chúng tôi không muốn NATO đặt căn cứ đồn trú. Thụy Điển chính thức gia nhập NATO vào ngày 8 tháng 3, trở thành quốc gia thành viên thứ 32 của Liên minh. Trụ sở NATO tại Brussels đã tổ chức lễ trao cờ cho Thụy Điển trước đó vào ngày 11 tháng 3 ở Brussels, Bỉ. Cờ của Thụy Điển cũng được kéo lên, đồng thời với cờ của 31 đồng minh khác tại các bộ chỉ huy của NATO trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, hoan nghênh Thủ tướng Thụy Điển, Ulf Kristersson tới dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh Thụy Điển đã có được vị trí xứng đáng trong khối này. Cũng theo Tổng thư ký Stoltenberg, việc Thụy Điển gia nhập NATO một lần nữa cho thấy cánh cửa của liên minh quân sự này vẫn rộng mở. Thụy Điển, quốc gia không có chiến tranh trong hai thế kỷ, đã xích lại gần hơn bao giờ hết với NATO trong những thập kỷ gần đây. Một phần về lực lượng quân đội của nước này đã bị thu hẹp lại sau khi Liên Xô sụp đổ. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic ngoại trừ Nga đều đã trở thành thành viên của liên minh quân sự này. Trước đó ngày 6 tháng 3, tờ Financial Times đưa tin, Thụy Điển với tư cách thành viên NATO có thể trở thành một trung tâm hậu cần đồng thời là điểm chuyển quân của NATO. Cuối tuần trước, Thụy Điển cũng đã tham gia cuộc tập trận đầu tiên với NATO mang tên Phản ứng Bắc Âu. Cuộc tập trận diễn ra tại Phần Lan và Na Uy với sự tham gia của 20.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia thành viên NATO. Theo Bộ Quốc phòng Thụy Điển, nước này đã đóng góp 4.500 binh sĩ. Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, các thành phố và tài sản quân sự quan trọng của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công gần hơn của NATO chia sẻ với tờ Business Insider, ông Nima Khorami, nhà phân tích tại Viện Bắc Cực, nhận định tư cách thành viên của Thụy Điển đang mở rộng phạm vi hoạt động của tên lửa NATO, đưa các địa điểm chiến lược ở Kaliningrad và Saint Petersburg của Nga vào tầm ngắm. Ông Khorami cho hay, điều này sẽ bổ sung thêm một lớp gian đe để ngăn chặn sự tấn công tiềm tàng của Nga, do các lực lượng NATO có thể phản ứng hiệu quả trước những mối đe dọa theo thời gian thực. Saint Petersburg là thành phố thứ hai của Nga và là nơi tọa lạc của căn cứ hạm đội ban của Nga. Trong khi đó, Kaliningrad giúp Nga triển khai sức mạnh vào khu vực ban bao gồm các hệ thống phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và tên lửa hành trình. Kaliningrad có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm tấn công vào khoảng trống Suwaki và các quốc gia vùng Baltic. Theo nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho hay, làm suy yếu tài sản quân sự ở Kaliningrad là điều rất quan trọng đối với các hoạt động của NATO. Ông Johnson nói, Thụy Điển đóng vai trò quan trọng tiếp nhận quân đội và năng lực của NATO một cách an toàn và khó bị lực lượng Nga nhắm tới, trong khi Thụy Điển đủ gần Kaliningrad để triển khai các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Thụy Điển cách Kaliningrad 280 km và đây là khoảng cách lý tưởng. Theo báo cáo mới của cơ quan tình báo Lithuania, Nga đang đáp trả sự hiện diện mới và mở rộng của NATO ở vùng Baltic bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và đặt tên lửa Iskander có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân ở Belarus. Từ lâu, Nga cáo buộc NATO đang tìm cách bao vây nước này. Tổng thống Vladimir Putin từng khẳng định việc NATO mở rộng hoạt động là một phần lý do Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Đêm ngày 11 tháng 3, quân đội Nga tấn công các mục tiêu ở vùng Odessa bằng máy bay không người lái cảm tử Geran-2. Trong số các mục tiêu bị tấn công có khu huấn luyện của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine tại làng Palyivka, nằm ở phía bắc Odessa. Trang AVP đăng tải thông tin được cung cấp bởi Donbass Pakistan cho biết vụ tấn công trại huấn luyện khiến binh sĩ Ukraine bị thương và thiệt mạng nhưng con số chính xác chưa được nêu rõ. Theo phân tích tình báo, trại huấn luyện này được sử dụng cho một đơn vị bơn lội chiến đấu của lực lượng tác chiến đặc biệt, Đơn vị này đã tham gia vào một số chiến dịch, bao gồm các nỗ lực đổ bộ và hoạt động phá hoại trên lãnh thổ bán đảo Crimea. Cuộc tấn công này cũng đánh dấu sự thay đổi của quân đội Nga về chiến thuật ban đêm. Việc lựa chọn chiến thuật này là bất ngờ đối với phía Ukraine. Điều này đã giúp Nga đạt được kết quả đáng kể. Trong ngày 11 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận thông tin phá hủy xe tăng Abram do Mỹ sản xuất trên tiền tuyến Ukraine. Theo báo cáo chính thức của quân đội Nga, ít nhất 5 xe tăng Abram đã bị phá hủy ở khu vực Adiivka. Các đơn vị thuộc nhóm lực lượng trung tâm Nga đã tích cực cải thiện tình hình dọc tuyến đầu và đẩy lùi 11 đợt phản công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn xung kích cơ giới 24, 47 và 3, lực lượng vũ trang Ukraine ở gần Novo Bakhmut Topka, Bebichi, Olovka và Tonenke của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Đây là những thông tin được Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo. Kết quả của những đợt tấn công này là khí tại Ukraine bị phá hủy, gồm xe tăng Abram do Mỹ sản xuất, hai xe chiến đấu bọc thép và 18 xe phương tiện cơ giới. Hỏa lực pháo binh của Nga cũng đã tấn công và phá hủy xe chiến đấu Grad MLRS, pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, pháo D-20 và năm pháo D-30. Ngoài ra, hai kho đạn của Ukraine cũng bị phá hủy trong khu vực. Các nhà phân tích quân sự Ukraine mới đây đã chỉ ra một vấn đề hết sức quan trọng của lực lượng vũ trang Nga trong kế hoạch quân sự là khoảng thời gian giữa việc phát hiện một mục tiêu quan trọng và tấn công nó bằng vũ khí điều khiển chính xác đã giảm đáng kể. Điều này cho thấy sự thay đổi cực kỳ quan trọng trong sự phối hợp hành động của các đơn vị khác nhau trong lực lượng vũ trang Nga. Nó có thể là yếu tố quyết định chiến thắng trên chiến trường, giúp quân đội Nga liên tiếp giành được quyền kiểm soát những mục tiêu quan trọng trong thời gian qua. Đại tá Cục An ninh Quốc gia Ukraine, có tên viết tắt là SBU, đã nghỉ hưu Oles Tarikov chỉ ra, Trước đây, Nga phải mất từ 1 đến 6 giờ để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của đối thủ, bao gồm cả các cuộc tấn công trả đũa. Bây giờ, thời gian này đã được giảm xuống chỉ còn vài phút. Theo cựu đại tá SBU cho biết, rõ ràng là lực lượng vũ trang Nga đã xây dựng một tổ hợp trinh sát tấn công hiện đại, kết nối tất cả trong khuôn khổ một cuộc chiến lấy mạng làm trung tâm. Với cơ cấu liên thông như vậy, ngay khi quân đội nga thu thập được thông tin tình báo nó lập tức tự động chuyển về trung tâm chỉ huy liên hợp và các máy bay lực lượng hàng không vũ trụ nga ngay lập tức cất cánh tức là chỉ cần qua một vài phút là mục tiêu đã bị tấn công